tấm ở bên dưới còn gai ấy ạ, để bọn con đun những cái đồ như này. Nếu mà khách không làm thì bọn con sẽ phải làm cho khách ấy ạ. Còn đằng kia thì là takoyaki, là chỗ để dán taco. Có cả một cây đi là gọi là mang về ạ. Phía đằng sau này quầy ba đồ linh cụ với lại khu rửa bát thôi ạ. Một ngày thì nếu mà con vào thì con vào khoảng tầm 6 tiếng ạ, 6 hoặc 7 tiếng tùy ngày. Con học buổi sáng hay buổi chiều? Con học buổi sáng ạ. Thế làm ở đây từ mấy giờ? Con làm có hôm thì 3 giờ, 4 giờ hoặc cũng 5 giờ ạ. À, tức là một tuần là làm đều cả tuần đấy. Cũng 3-4 buổi thôi thì à, 3, vẫn buổi. Có thời gian rảnh ạ. Có vất vả không? Công việc có vất vả không? Ban đầu thì khá là vất vả bởi vì là quán, cái nền ban đầu để vào được quán nó phải khoảng tầm có N3 hoặc N2 đổ lên. Đến giờ thì xin về sớm ý ạ. À. Thế nên là cũng không có sợ là muộn quá hay như thế nào. Ừ. Rồi, cảm ơn con nhé. Con cảm ơn trung tâm đã đến thăm ạ.